Rồi chào anh em nha, hôm nay là chiều 28 tháng 4 năm 2022. Chiều nay mình lên cho anh em một bộ đầu nòng CDS50 đã vô cái nòng độ từ bên Nhật nha anh em. Cái nòng này là nòng cháy 52 ly, nòng nhôm cháy 52 ly. Cái form nòng này rất là đẹp nha, anh em nhìn thấy không? Đẹp độc lạ luôn. Đây là cái nòng độ từ bên Nhật về. Thì đây là cái đầu nòng của CD50, lòng dài 63, cháy 52. Cái bộ đồ nồng đồ chơi này mình bán có giá là 1,9 triệu nha. Anh em nào chốt alo mình có số điện thoại là 0933996332 ha. Đầu nồng CDS50 trái 52 ly, nồng đồ chơi, nồng nhôm nha. Nói chung là cái nồng này nó còn cực đẹp như mới luôn nha anh em. Gai sống rồi cực đẹp luôn. Nồng này mình bán là bao im, bao xài, bao không khói. Anh em mua về là lắp chạy ngay. Nồng này mình về mình sẽ đi sim cam là 82 mắt. Lòng dài 63, trái 52 nha. Đó, bộ nòng tuyệt đẹp luôn. Đầu nòng CDS, nòng nhôm đồ chơi, trái 52, dài 63. Rã xe kho Honda Gia Băng nội địa Nhật về. Giá mình bán 1,9 triệu nha. Anh em nào chốt alo mình. Đồ còn rất là đẹp luôn.